Còn giữ chị Phương Hà chị có được hai cái thì chị Phương Hà lại phim giùm em. Em gọi hai cuộc mà chị Nguyễn Anh không có nghe máy chị rồi em xả ra luôn rồi. Bên đây sao nó bị chậm ta? Màu lắm chị, áo nó màu nó đẹp lắm á. Ok, chờ em Phan bấm chia sẻ. Dạ mua lại gì mua lại giùm em đi chị. Tại hôm bữa em gọi mấy cuộc mà em thấy chị nghe máy nên em xả ra rồi. Mấy chị xem like chia sẻ giùm em nha mấy chị để nó tí xíu nó không có bị ảnh bình luận. Mạng bị lắc nữa rồi. Sao nó hay bị đứng ta? Lên trên ngủ với con mũi trắng cái cây gì đâu áo đây này chị giải shop Quảng Châu của chị đẹp lắm luôn chắc shop Quảng Châu giùm em nha hình như cái này hôm bữa cái chị kia lựa rồi mà em gọi điện không được á chị lựa ba cái màu xanh với lại màu
màu xanh với lại màu đen giùm em nha mấy chế. 89.000 một áo nha. Còn cái này là cái này là LV giùm em nè. LV là chắc là lụa mango giùm em nha mấy chị. Bốn mươi đến 55-56 ký trên 1m6 thì 58-60 ký rồi em. Năm tám ký cao nhiêu á chị Hoài Lương ơi? Em nhắn tin địa chỉ Zalo cho chị nha. Ok chị Hà. Em 58 ký, cái chị em cao trên 1m6, em mặt còn hơi bị rộng xíu. Em cao 1m64 nha mấy chị. Cao 1m56 là mẫu em đang mặc cũng vừa luôn á chị. Mấy chế chia sẻ giùm em nha mấy chế, đâu ảnh bình luận nha mấy chế. Đó, em còn có hai màu thôi mấy chế ơi. Với lại cái họa tiết này mấy chế, riêng họa tiết giùm em, còn cái này là xanh. Màu xanh với màu đen nha mấy chế. Xanh với đen với họa tiết giùm em. Lai áo nha mấy chị, áo áp keo luôn. Nói chung là may áo y như là mình đi ra tiệm mình đặt may luôn á. Đường may đường kim mũi chỉ, đẹp từng kim mũi chỉ luôn. Xanh với lại đen thôi. Bữa nay Facebook nó bóp tương tác em nữa rồi. Hồi bữa nay em like sớm ta mấy giờ. Bữa nay em like sớm. Chị Hà, cái mẫu xanh đó, cái mẫu xanh ở trên đó, để em lên màu cho xanh cho bà Giang Yến nè. Áo này đẹp lắm bà Giang Yến ơi. 89. Để em lên màu cho. Bữa nay em bị bệnh rồi, nó nói chuyện cái giọng kỳ lắm. Rồi cái mẫu này em còn màu đen nè mấy chế. Dạ em mới gửi hả chị, chắc hai ba bữa nữa có. Mẫu này 89k mấy chế, giải lụa mango giùm em. Rồi chế nào lấy mẫu em đang mặc thì chốt giùm em nha. Lấy cho chị áo đang bận đi thôi, áo đang bận đẹp lắm chị. Ok. Áo này bữa hổm khách sĩ lại lựa hết rồi mẹ em, nó còn sót ở trong, em treo trong đây không hai. Em bán sỉ, em bán sỉ 85 mà em bán lẻ cho mấy chế có 89 mà mấy chế biết đó, người ta lựa sỉ là 4-5 triệu là mấy chế biết rồi đó. Là em bán áo kiểu là rẻ lắm luôn á, bằng em bán sỉ là bằng chợ Tân Bình luôn, bởi vậy khách á lựa trên like không à.
nên mấy chị mua lẻ là chỉ hơn khách sỉ chỉ có 3-4 ngàn thôi, là rẻ lắm mấy chị. Thường thường mình đi mua cái áo kiểu nó đâu có rẻ dưới 100 ngàn đâu, trên 100 mấy, nhất là chắc còn mang gò là phải từ 120 trở lên một áo. Mấy cái shop này cũng vậy luôn mấy chế, bên em may áo bên em bán giá rẻ lắm luôn á, có cái em sale xuống còn có 4-mấy ngàn luôn. Nên mấy chế đừng, mấy chế có mua thoải mái thì đừng có sợ hàng em thấu hay là gì, mình mua hai cái xong mình nhận hàng kiểm tra hàng đẹp thì mình nhận, còn không đẹp thì thôi mấy chị. Xong rồi mình mặc phơm đẹp mấy chế, mới mốt chỉ cần mua áo kiểu là kiếm em thôi. Nhắn nhận đồ rồi đẹp lắm, cảm ơn chị đẹp nha. Bữa nay mua nữa không chị đẹp? Bữa giờ mua hết tiền luôn rồi. Ok chị Út nè. Ok chị, em mặc nha. Em mặc màu vàng đi. Trời ơi. Ủa? Con bớt phá đi mẹ đi. Thịt mỡ. Sao phá dữ gì ông? Tôi không mệt ông rồi nha. Ông rớt cái gì ạ? Đổ bẫy gì của mẹ à? Làm bỡ cái hình trái tim này. Hình trái tim là gì? Hình trái tim á. Hình trái tim là gì? Ngồi hình trái tim á. Bỡ em mệt á. Quá quá. Thì đạn. Không bỡ cái hình bước rồi được cái đầu luôn nè. Đi mũi. Không bỡ đẹp. Không thì để cho mấy. Để cái sổ thôi. Nè chị, cái này mặc với quần ống le đẹp tét mắt luôn. Quần riêng lưng cao, em để 2-3 cái luôn mặc á. Ở sau có khóa kéo giùm em mới chứ. Hết tiền rồi. Hết tiền cho khách đó lãnh không có tiền tiếp. Khóa kéo sau lưng giùm em mới chứ, khóa gặp nước giùm em nha. Chắc là em bao đẹp mới chứ luôn. Đây, kéo tới dưới luôn nha mấy chị. Em cao 1m64 á mấy chị, nhưng mà em mặc cái áo nó không có bị ngắn rồi mấy chị biết, rồi nó vừa luôn. Áo đen sau lưng ngang chị xui nữa, gạo nữa. Hôm nay sale lên sớm. Hôm nay tại không có làm cái gì nên lên sớm chị, lên sớm nghỉ sớm mấy chị, em thích đêm chứ em bệnh luôn. Mẫu này mấy chị, khách của em á là cao 1m61 mà nặng 62-63 kg là vừa luôn mấy chị. Nói chung là tùy chiều cao, nhưng mà em chừng nếu mà mấy chị cao 1m50 á thì 55-56 kg giùm em nha. Còn hả mà trên 1m50 á thì cỡ nằm 57-58 kg nha mấy chị. Đó, phơm nó cũng to lắm, dễ thương. 89k giùm em, chất lụa măng rồ giùm em mấy chị. Em gọi chị Liên hai cuộc luôn mà chị Liên không có nghe máy, em có nhắn tin, không biết em có nhắn tin không, em quên rồi. Em gọi hai cuộc á. Kiểm tra cuộc gọi mình nhỏ lại là em gọi á, em gọi số Mobi hay Viettel gì em quên rồi. Rồi em có màu xanh nè. Rồi cái này là màu đen giùm em. Mẫu mặt đẹp quá mấy chế. Rồi xanh với đen nha mấy chế. Xanh đen. Không chị, áo này không có thấy bụng. Trời ơi em bụng bự lắm á. Tại em ngầu nhiều nên em có bụng mới chế. Cái vài bữa em phải đi tập thể dục cho nó xẹp bụng bớt á. Rồi em có màu da luôn. Cái da, chút da giùm em nha mấy chị. Đẹp lắm chị Thu Hương. Để cái máy quạt này cái ba hạ xuống cho mày quạt cái chân cho mũi đỡ cắn.
màu bò đâu, mấy chị lấy bò chút bò giùm em. Lấy hồng chút hồng giùm em nè. Rồi em có màu cam luôn. Đẹp quá, chảy với mình ơi là mình. Rồi mấy chú thấy lên giùm em nha. Cam nè, vàng em đang mặc, hồng, màu bò, màu xanh, màu đen với lại màu da nha mấy chế. Màu da đẹp lắm đó chị. Màu da là mấy cái màu da là mấy cái màu hot không á. Ok chị Ly nè. Ngày mai em gọi nghe máy giùm em nha. Rồi cái mẫu này em còn cái đen hay gì này mới chứ không biết còn màu không. Mẫu này 40 đến 53 kg giùm em nha. 40 đến 53 kg giùm em. Trên mét 6 thì 57kg, 58kg em mới chế. Chắc xốp quảng câu thì em chắc đẹp lắm. Mẫu này 89 thì em nha. Nè chị, có quá kéo sau lưng nhận mà mở ra chắc không đẹp, không lấy tiền với chị luôn. Áo màu đen sau lưng nhiêu ký vừa? Áo đó là cỡ 55-56 kg á chị, còn trên hả mà trên mét 6 thì 58-60 kg luôn. 58 kg trên mét 6 thì rồi. Mẫu này giùm em mới chế, mẫu này 60-62 kg trở xuống vừa giùm em mấy chị, chắc lụa mango. Mẫu này em còn một cái như là em còn họa tiết không, còn màu là em hết luôn à. Đó cái tay đơn giản thôi mấy chị, ở đây là nó mai lại, nó ship lại nè. 60-62 kg giùm em, 89k giùm em mấy chị, chắc là lụa mango giùm em nha. Hai cái của chị ha, nó chưa đủ 100.000 nên em không có, chưa gọi chốt quá chị, lựa thêm giùm em đi. Áo màu đen ở sau lưng nhiêu ký vừa? Coi cái đen nãy đó. Rồi mẫu này giùm em mới chế, mẫu này 89 giùm em nha. 60-61-62 kg giùm em, mẫu này to. Mẫu đen nãy nè. Mẫu này đẹp lắm luôn mấy chế. Này mấy chế coi đường mai nè. Toàn bộ là mai keo ép hết luôn. 40-53 kg thôi nha mấy chế, mẫu này nhỏ. Chưa gọi chị ơi. Chưa gọi chị Lộc Thọ, chưa gọi Lộc Thọ, bà Lộc Thọ ơi. Có lựa thêm gì lựa đi. Ok chị Đăng Nguyên. Rồi mẫu này mới chế, mẫu này em tạc 79 mà chế nào nhanh tay thì em tặng mới chế 55 luôn nè. Nó sót lại cái
79 đến tặng 55k luôn nha mấy chế. 40 đến 55, 56 kg vừa trên 1m6 á thì 58 60 kg mấy chế. Mẫu này cũng to lắm. Rồi. 79 em tặng mấy chị 55 luôn, chị nào chốt thì chốt. Áo đen nó 89 chị. Sọc cho bà Giang Yến nè. Cái này khách chốt rồi mà có cái thì xả nó luôn nè. Hết sọc. Rồi mẫu này mấy chế, mẫu này em còn chỉ được còn rớt một màu đỏ thôi. Lấy áo vàng đang mặc nha. Ok bà Nhu nè. Áo vàng đang mặc đẹp các nét luôn bà ơi, mẫu này đẹp lắm luôn á. Tôi chừa màu cam với màu vàng, tôi mặc với quần ống le á. Với quần ống suông. Ủa bà Nhu ở Trắng Bàn phải không bà? Họ có mua đồ phải không? Sọc em hết rồi mấy chú ơi. Rồi cái mẫu này em chỉ còn rớt một màu đỏ thôi mấy chế. Một màu đỏ duy nhất thôi, chắc tầm gãy 89 mà em sale còn 49 luôn. Chế nào lấy thì chốt giùm em. 8 ben luôn, ở trước 2, ở trước 4 ben, sau 4 ben em mấy chế. 40 đến 55 kg trở xuống 10 giùm em. Trên 1m6 thì 58 kg giùm em. Cho em coi màu đang mặc. Hồi nãy em lên một lọt luôn á chị. Rồi mẫu này em sale luôn 49k. Chế nào lấy thì chốt giùm em, đỏ chắc đẹp lắm. Chắc này không nhăn luôn mấy chị, mình giặt mấy giặt đánh thoải mái luôn, không nhăn thù luôn. À biết rồi, cho xem vàng sau lưng. Ok chị. Màu là chị thưa Phương Hà. Màu xanh em treo nè, màu đen với màu cam. Màu cam là áo mẫu luôn. Với màu hồng, màu bò. Em còn mấy màu này thôi. Bò, xanh, đen, cam với lại hồng. Với vàng em đang mặc. Cái mẫu này đẹp lắm chị Hà ơi, em nói thiệt luôn á. Em kén lắm mấy chị. Em bán áo gì chứ em. Em mẫu nào mà em thấy chị tin lắm thì em mới lấy em mặc. Đó, lấy màu nào thì chốt giùm em. Mẫu này 89 giùm em nha mấy chế. Giải lụa mango xịn luôn. Chị Lê Hân lấy đỏ hả? Ok. Mấy chế này mấy chế lựa giùm em thêm mấy chế lựa giùm em hai cái rồi mình thoát like nha mấy chế. Một cái là xuống like em xả ra mất công mấy chế ngầu xem em. Nó buồn ngủ lắm luôn á. Mà xong hôm sau là em gửi không được luôn, em cũng bị buồn luôn. Nên mấy chế ráng lựa giùm em hai cái giùm em nha. Rồi em chốt đỏ cho chị ha. Em chốt đỏ cho chị Kim Ngân nè. Chốt đỏ cho chị Lê Hân một áo, chị Kim Ngân một áo. Mấy chế nhắn theo dõi pha trang của em like để mình mua đồ nghe mấy chế. Để hôm tí xíu xuống like là em tắt á, mấy chế không thấy em nữa đó. Mấy chế nhớ nhắn theo dõi giùm em nha. Chị Lê Hân 49. Chị Kim Ngân. Em còn rớt màu đỏ nên em bán tặng mấy chế luôn á. Chứ một cái áo là mướn may hết mười mấy ngàn rồi mấy chế mà tiền giải nữa là. Rồi em bán cho em bán lỗ luôn á. Khoan em đọc bình luận. Cho chị áo đỏ dồn đơn. Ok chị Hoài Lương. Có đó, em con rớt một màu một cái đỏ thôi. Có hai cái có được thêm không? Không được thêm nhà mai em gửi. Chị Nguyễn Loan chủ nhật em ở Trắng Bàn đó chị. Lấy thêm đen nữa nghe. Ok, vàng cho chị Phương Hà. Đen cho bà Như.
nè chị Mỹ Trinh ơi. Em còn để lên màu cho mấy cái coi màu vàng cho chị Phương Hà. Em có màu hồng cũng đẹp lắm mấy chơi, màu hồng này nó ngọt lắm luôn, mặc với quần đen quần trắng cũng đẹp hết. Rồi mấy chế lấy màu nào lên màu đó. Áo này là 89k nhưng mấy chế áo này em không có sale. Rồi em có màu vàng, màu cam. Ok bà Như nè. Ngày mai chạy ngang giao luôn cho. Rồi em có màu cam, mấy chế màu cam là áo mẫu luôn nè. Đẹp lắm mấy chứ. Màu vàng em hết rồi, mấy chế lựa màu khác thì em nha. Màu xanh này là em thích nhất luôn. Rồi xanh thì em xanh ngọc. Xanh ngọc. Vàng cho chị Phương Hà đi cởi ra trả phải đi. Gì vậy thịt mỡ? Rồi nó đực. Màu xanh chứ chết. À, cho chị xem đen trong bịch hồi nãy. Dạ chờ em xíu chị ơi, em nhận hàng rồi. Rộng hả chị? Rộng bóp lại giùm em xíu đi, lần sau là em lấy nó vừa, tại rộng nó dễ hơn là chặt mới chứ. Kiểu áo đỏ có màu khác không? Không có mấy chứ. Đen treo 50 lấy. 50 là gì chị? Là 50kg hả? Hả chị gì? Chị Hanh. Rồi em còn màu xanh thôi. Màu xanh, màu bò với lại màu cam nha mấy chị. Ok chị Hanh. Chị Lê Hanh. Dòng đơn phải không chị? Hồi nãy có số điện thoại rồi phải không? Đen treo là 89 nha mấy chị, cái đó shop chắc shop Quảng Châu thì em chắc đẹp lắm. Cái này 89 giùm em nha. Mà em bao rẻ cho mấy chị luôn, nhận hàng mới cứ mở hàng kiểm tra giùm em. Thịt mỡ ơi. Quậy quá đi rồi. Rồi cái màu nâu nè mấy chế, lấy nâu chút nâu giùm em, màu nâu là đang hot luôn. Trời ơi phá nữa. Thì thôi cô để đó, cho mẹ làm gì mẹ làm, cô phá quá trớn đi hả. Rồi nâu giùm em mấy chế, mẫu em mặc. Cho xem áo xanh lá, ok chị. Rồi em còn 3 màu nha. Ủa 4 màu. Xanh với lại nâu với lại hồng với lại cam thôi. 68kg không có chị. Áo xanh lá này mấy chị. Áo xanh lá là chất dễ mang gồm em. Mẫu này là
Mẫu này là 40 đến 58 kg vừa mấy em nha. Cao cao trên mấy 6 là 60 kg luôn nha mấy chị. 89 ngàn một áo. Giờ đây còn có màu xanh này thôi. Mẫu chị mặc bao nhiêu ký vừa? Mẫu em mặc á là một bé 6 á thì 60 ký luôn, một bé 6 là 60 61 luôn. Có chị khách em 6 mấy ký vừa luôn á. Còn ở dưới một bé 6 thì 55 57 ký thôi. Rồi mẫu này em sale 49, em còn 3 cái cuối cùng, chị nào lấy chốt giùm em nha. Có một màu đỏ thôi. Cái màu ở đỏ ngoài là màu đỏ đô nha mấy chế chứ không phải màu đỏ lè. Tắt bớt đèn mẹ. Trời ơi, cho tao tao không hứng gì trời quá. Đi. Quậy thế bể. Mà con hả chát quỷ thế à, con vậy. Rồi mẫu này 40 đến 55 kg giùm em mấy chị. 40 đến 55 kg. Như là em có cái tay phòng nữa phải cái này ta. Nè cái này là tay ngắn nè mấy chị, tay phòng. Còn cái hồi nãy em dơ lên là tay lở, mấy chị lấy đỏ tay phòng, đỏ tay lở ghi giùm em nha. Em xem 49 luôn. 49 k một áo luôn mấy chị. Rồi xem cái vàng bông sau lưng nãy giờ luôn. Ok chị. Để em lấy. Rồi, hoa này giùm em mấy chế 40 đến 55 56 kg vừa, còn mấy chế cao trên mấy 6 thì 58 kg mấy chế. Cái này nó có co giãn luôn. 89.000 một áo giùm em, chắc lụa mango giùm em nha mấy chị. Vậy cho em đổi lại tay phòng. Ok chị. Ủa, đâu rồi ta? Cắt cái này. Áo này em ơi, nó mặc là 89 mấy chị. Em chưa gọi điện là em chưa có xin địa chỉ là em chưa gửi được có chị Thu Ly ơi. Tại em dòng đơn cho chị á. Áo là bên em nên em bán rẻ lắm mấy chị, em bán trên giá sỉ chỉ có 4.000 thôi, sỉ là 85 mà khách lựa là 4-5 triệu rồi mấy chị biết rồi đó. Chắc lựa mango giùm em nha. Em có hoa xanh nè. Ở ngoài cái màu nó đẹp lắm, sao vô đây nó cháo vậy. Áo em đang mặc là 89 nha mấy chị. Chắc chị lựa mango. Em có hoa xanh, hoa hồng. Nhí hồng nè. Với nhí vàng em treo trên. Cậu dung tim nha mấy chị. Rồi cái này là màu xanh đậu. Xanh đậu. Để em mặc thử cái bi màu cam cho mấy chị coi form nha. Cái này nó có bi nữa. Mình nói chung là mấy chị mới, khách mới mấy chị chưa có tin em thì tin tưởng em thì mấy chị mua hai áo xong về nhận hàng mình kiểm tra xong rồi mấy chị mặc form đẹp quay qua mua ủng hộ em tiếp nha. Đó, em có bi nữa nè.
bi em đủ màu luôn. Chế nào lấy mẫu em đang mặc thì lấy luôn đi chứ. Xanh đậu cho chị Mỹ Trinh. Ok. Size to là nhiêu chị? Size to em ít có lắm. Em trên mét 6 em 58 kg. Cái cổ nó nè mấy chị, cổ vuông tim. Mình chụp điện thoại. Bi em còn đủ màu luôn. Vàng hồng cho chị Hoa Bỉ Ngạn. Hoa đó phải không? Hoa đó phải không chị? Hoa đó phải không chị Hoa Bỉ Ngạn? Chị Hoa Bỉ Ngạn phải chị Phụng không chị? Em thấy cái hình đại diện nó khác, phải chị Phụng không? Chị lấy hoa không chị? Đúng rồi, trời ơi, chị tôi mà tới hình đại diện tôi không biết luôn. Em ở bên đây, em qua bên chị sát bên luôn. Em ghi chị Phụng, ghi chị Phụng cái nhớ mà kia nữa. Xanh đậu cho chị Liên Mai. Trời ơi chết cha, em hết xanh đậu rồi, mấy chớ lên màu khác thì mày em đi. Xanh dương đi mấy chớ ơi, xanh dương đẹp tét mắt luôn. Xanh dương giùm em. Cái hoa xanh này nó đẹp lắm luôn mấy chị. Cái hoa này ở ngoài màu nó đậm đẹp lắm luôn á. Nè, cái hoa xanh này ở ngoài đẹp lắm mấy chị. Ngạnh ở ngoài là nó đẹp hơn trong like luôn á. Tại em bật nhiều đèn quá nó chá. Rồi cái này xanh lọt thì em. Còn cái này là xanh dương nha mấy chị. Xanh dương là mặc lên là trắng da lắm luôn, màu nó sáng. Cái áo nặng triệu triệu luôn. 89.000 một áo giùm em, chắc lụa mang gồm em mấy chị. Bình thường mình mua áo ngoài sơ lụa mang gồm ngoài shop là cũng trăm mấy rồi mấy chị. Rồi cái này là nhí hồng giùm em. Nhí hồng cho chị bi vàng mẫu em mặc. Ok chị nè, bi vàng đẹp lắm. Ok chị Hoài Lưu. Chị bông vàng phía sau 61 vừa, cao mét 6 vừa không? Chắc hơi bị ôm á chị Liên ơi. Chín nghìn một áo á chị, ôm á chị, em sợ bị ôm á. Nói chung là nó cũng không có ôm quá đâu, tại vì cái này nó có thun co giãn, tại vì cao trên mét 6 rồi. Rồi nhí hồng giùm em á chị, nhí hồng xanh lọt cho chị Liên Mai. Rồi cái này là nhí da giùm em.
dí nha. Bông đỏ nào chứ? Bông đỏ nào chị? Này không phải bông, không quen bông. Cái này màu da cho mẹ em nha. Cái mẫu em đang mặc mấy chế hồi em like tới bi nè. Áo xanh treo 53kg vừa không? Trời ơi, vừa đẹp gái luôn á chị. 53kg là mặc áo nào bên em cũng vừa hết. Rồi em còn hồng với lại da thôi nếu chị, với màu xanh biển. Mẫu này đẹp lắm. Da cho chị Liên Mai. Rồi giờ em lên bi nghe mấy chế. Bông nhí hả chị? Cái này trên 1m6 là nay 60kg luôn cũng vừa. 58-60kg. Áo xanh lá có màu khác không? Không chị. Áo xanh lá em hết rồi. Em chỉ còn một màu này thôi. Mẫu này đẹp lắm. Thì cái mẫu này thì rất là đẹp luôn. Rồi em like cái bi này mấy chị. Ok chị. Rồi bi đen giùm em nè mấy chớ ơi. Bỏ xanh lợt không lấy, ok cho chị áo xám với áo coi áo xám dưới áo sọc đi em. Mẫu đó có mấy màu em. Đừng gạt tôi nha. Gạt gì vậy? Áo xám với áo sọc. Nè chị, mẫu này dễ lụa mango cổ vét, nhưng mấy chị ở bên đây nó có vét eo giùm em nha. 89.000 một áo. Rồi mấy chị lấy bi đen, chốt bi đen giùm em. 45kg là mặt đẹp tét mắt luôn á chị. Rồi bi hồng, lấy bi hồng, ghi bi hồng giùm em nha mấy chị. Mẫu này đẹp lắm đó, ai mà ốm nghe mặc đẹp lắm. Bi hồng với lại bi cam em đang mặc. Rồi bi trắng luôn. Em dơ vậy đó, nhiều khi khách không có mua mà mấy bả sáng mấy bả coi like lại mấy bả chụp hình. Bởi vì em phải dơ, em sẽ để lâu lâu xíu cho mấy bả chụp hình. Chụp hình gửi mẫu qua là lấy rồi mấy chú. Khỏi cần xem like luôn. Rồi bi vàng luôn. Đó, chế nào thích chụp hình gửi em nha. Bi vàng. Hết rồi mấy chế. Nó có mấy bi vậy thôi à. Rồi bi cam em đang mặc, bi đen. Áo sơ mi sọc treo đó em. Áo sơ mi sọc treo hả chị? Sơ mi sọc treo là 79k giùm em mấy chị. Cái mẫu này đẹp lắm luôn á. 79 nha, chị nào lấy chốt giùm em. Mẫu sơ mi này em bán hoài luôn mà không, mà khách cũng mua hoài luôn. 79 giùm em, 40-55kg giùm em nha. Trên mé 6 thì 58kg mấy chứ. Tay đẹp lắm. Chị Thị lấy ok giùm em đi chị. Dạ. Em đang còn mấy cái. Rồi chị nào lấy cái mẫu em đang mặc thì em lên lại mấy chế, em có
Em có bi 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 cam, bi đen, bi hồng với là bi trắng với lại bi vàng. Rồi lấy đi giùm em. Sơ mi sọc em còn em có sọc này nữa nha mấy chị, sọc trắng nữa nha, em thử cho. Bến hồng em 58 kg mặt còn rộng. Rồi mấy chị lấy sọc trắng đi, sọc trắng giùm em 79k thôi, sọc trắng với lại sọc nhiễm. Em còn có một cái sọc nhiễm thôi. Sọc trắng em còn 2-3 cái gì vậy? Còn cái màu thì em còn 2 cái màu. Màu là giảm angle là 89 em mới chứ. 89k dùm em màu. Màu là nó nhỏ hơn 40 đến 55 kg, trên 16 thì 58 kg. Rồi ghi màu da giùm em. Áo bi bao nhiêu tiền? 89 chị. Rồi, cái này là màu xanh giùm em. Mẫu em đang mặc á. Cái mặt đẹp luôn chị. Rồi cái nào lấy mẫu em đang mặc thì ghi chốt giùm em nha. Sọc nó là bạch mực luôn. Mấy chị khác có cái chứ chị có vô lựa không, thôi em xả ra luôn đi chứ không biết là có lựa hay không nữa. Rồi mỏng này 40 đến 6 đến 58-60 kg giùm em nè mấy chị. Mỏng này cổ vét giùm em nha, 89.000 giải độ mango đó, đẹp quá. Lấy áo xanh ở trên, áo xanh ở trên là áo nào chị? Áo này hả? Áo này phải không Uyên? Chị Uyên, cái màu xanh lá đẹp á, đúng rồi, đẹp lắm á chị. Mua thử đi, về nhận hàng kiểm tra không đẹp cứ trả em, mấy chị khỏi lo, em nói thiệt luôn. Mấy chị mua em rồi mới công mấy chị ghiền cút tiền chứ không gì hết trơn á. Tại mấy chị khách của em mới bảo mua, mới đầu cũng mua 2 cái xong mà giờ thành 50 cái luôn rồi đó. Giờ thấy em là đòi chặn em không á, tại thấy em là sợ tốn tiền nên phải chặn em. Rồi mẫu này mấy chị 89k giùm em, 40 đến 58 60 kg vừa mấy chị, mẫu này em còn có một cái thôi. Rồi xanh giùm em ở ngoài nó đậm hơn. Em máng hơn luôn.
xanh lá cho mẹ em nha. Cậu phép hết chỗ treo rồi, treo đại đi luôn. Trời, chị Uyên xanh cho chị Thái Quyên. À, chị Uyên Nguyễn là ở gần nhà không? Hay là khách mới, khách mới thì kèm số lắm dùm em. Ở sao có hoa keo nha mấy chị. Mẫu này là bao đẹp đấy chứ luôn á. Em để hai cái mặc luôn. Em hay mặc quần đen, ống le với ống suông á. Còn ba màu này thôi. Còn màu cam nè. Màu cam đẹp lắm. Màu cam là áo mỏng luôn em mới chứ. Cam hồng nâu giùm em, màu hồng này cũng đẹp. Em thì em thích mấy cái màu nâu. Với cái xanh treo trên nha mấy chị. Giải đẹp tắm luôn mới chơi. Rồi cam hồng nâu giùm em. Cam hồng nâu xanh. Nổi với em hết rồi. Không còn luôn. Chắc chuyến sau mới may lại tiếp. Áo sơ mi. Khoan, để em chốt là trên tới trên. Nãy em thấy ai chốt cái áo xanh này mới treo. Áo xanh cho chị Thái Quyên nè. Lựa giùm em hai cái rồi thoát em mới chứ. Xanh này đẹp lắm luôn mới chứ. Không ấy mới chứ, không có lựa mới chứ. Buồn ngủ thì mới chứ, nhắn theo dõi em đi. Ngày mai em like tiếp rồi lựa tiếp mới chứ. Chứ có một cái là em không có gửi được á. Nhắn các bạn theo dõi em nha. Bò cho chị Đan Nguyên dùng đơn. Lấy thêm hồng cho chị Yên. Áo sơ mi màu xanh cho chị Thái Quyên luôn. Áo sơ mi màu xanh hay là áo này áo hả chị? Em lộn rồi hả chị? Khoan để em vô lại cho. Còn màu cam nè, mấy chị lấy cam chút cam giùm em. Áo sơ mi đang mặc cho chị Hoài Kim 479 nha. Ủa mới giục đâu rồi mấy chế, mấy chế thấy em giục luôn. Trời ơi, kỳ vậy ta. Em nhớ còn 3-4 cái rồi mà. Rồi. Đừng nói trốn nó mất tiêu rồi nha. Sơ mi cho chị Hoài Kim. Cái xanh sau lưng ok chị Đăng Nguyên. Cái xanh sau lưng có dây kéo không chị? Có dây... Cái xanh này không có dây kéo, xanh này là có dây kéo chị.
Chị ơi, chị thấy Nguyên ơi, chị thấy Nguyên lấy cái áo sơ mi này phải không? Áo sơ mi này phải không chị? Phải ok giùm em chứ không phải áo vest hả? Áo sơ mi này phải ok giùm em nha chị. Em sợ chốt lộn á. Phải ok giùm em. Sơ mi em đang mặc em còn màu da nữa mấy chị. Xanh lá này phải không chị? Chị Tuyền xanh lá này đẹp nè, chị Tuyền ơi, màu ngoài nó đậm hơn xíu đẹp lắm. Ok, chị thấy có yên nè. Vậy em chốt lộn cái kia rồi, xíu nữa nè. Em lộn lại. Ok luôn. Ok chị Tiền. Trời ơi cái áo này mẫu này giải đẹp lắm chị Tiền ơi. Cái này là của chị Năm em may nè. Năm là thợ của chị Năm em toàn là may đồ khách không, may cái áo y như là mấy chị cầm giải ra tiệm may, đặt may vậy luôn á. Chị Tiền ở bên chị Tiền có mua áo em rồi phải không chị? Em hỏi cho biết thôi, lại em nhớ mình quên. Phải mới gửi cho chị hai cái không? Rồi, cái mẫu giải nó y vậy nè mấy chị. Giải nó y như là cái áo bán 879 à. Nhưng mà em còn cái sale cho mấy chị 49k chứ nào. Cái nào mà chốt trước thì chốt nha mấy chị, nhưng mà nó hơi bị nhỏ, cỡ tầm 52kg rồi, 40-52-53kg rồi mấy chết. Đó. Đơn giản thôi à. Rồi em tặng mấy chị 49 luôn á. Cái nào lấy thì chốt giùm em nha. Ok chị Tiền. Ở sau nó có ba cái nút nha mấy chết. 5 ben. Nhắn 5 con ben luôn. Tặng mấy chết luôn 49k luôn á. Sập 49 cho chị Nam Trương. Rồi cái mẫu xanh này em còn một cái này mới chứ. Cái nào lấy thì chốt luôn nha. Xanh này 89 giùm em, chắc xốp Quảng Châu giùm em nha. Mẫu này em còn cái cuối cùng luôn. 40-55-56 trên 1m6 thì 58-60kg nha mấy chứ. Em mẫu này là 89 nha giùm em nha. Trời ơi, sao mà gài nút trên trời dưới đất vậy? Áo em đang mặc 57kg á, vừa chị đẹp. Hôm bữa mấy áo vừa hết không chị? Có áo nào rộng không? Em nghi là mấy cái áo mango nó hơi rộng xíu không chị? Nếu mà mấy cái áo nó hơi rộng xíu là cái áo em đang mặc là chị vừa đó. Kem mụn còn không? 15 tuổi xài được không? Được chị. Kem mụn gái 15 tuổi á. Áo đổi teo bao nhiêu ký mặc vừa? Áo đổi teo là 55-60 xuống á chị. 55-56 ký. Trên 1m6 thì 60 ký, 58-60 ký luôn. Áo đổi là chất dễ lụa mango nghe mấy chứ. 89.000 một áo cho em. Trời ơi chất nó đẹp lắm luôn mấy chứ. Nè mấy chứ coi mai cái áo nè, keo nè. Đó, cái nào lấy thì chốt.
miếng cái này miếng không? Em còn có màu này không à? Dạ, rộng là rộng thì chị đạp lại với em chút xíu. Vậy là chị mặc áo em đang mặc là vừa luôn á. Em sợ chặt thì khó, đạp dễ, rộng dễ. Chốt cho cái màu cam dây kéo sau lưng cho chị chưa? Chưa. Rồi, chốt luôn nè. Rồi, hết luôn mẫu này, còn cái màu xanh treo thôi. Mẫu này đẹp lắm, chị tiền mua về mặc với mấy cái quần ống le đi em cưới nha chị. Chị ơi, có cao mụn không? Em không có cao mụn nhưng em có kem mụn mấy chế. Kem mụn này là hàng độc quyền của Spa luôn. Nói chung là mấy chị mua ở ngoài là không có hàng đâu. Em bán mà em đặt phải lâu lắm mới có hàng luôn mấy chị. Nó rất là hiệu quả luôn. Một liệu trình của nó là mấy chị xài hai hộp là nó sẽ hết mụn luôn. Xong rồi mình duy trì mình xài luôn mấy chị. Mình không cần phải đổi kem khác giùm em. Tại vì nó có dưỡng căng bóng da mình luôn. Kem mụn giùm em nha. 130.000 nha mấy chế. Em cái này mấy chế, ngày mai là em gửi 5 hộp rồi em còn có 1 hộp à. Em đang về thêm. Nay chị mua khác rồi sao lại được không em? Anh đổi chị ra bưu điện gửi lại em đóng tiền phí giùm em đi chị. Em đổi lại cho. Có 67 kg không em? 67 kg cao nhiêu quá chị? Chị Linh Giang lấy một hộp kèm số lên giúp em chị Nguyễn Bình ơi. Kem mụn là em mấy chị nên mua hai hộp đi mấy chị, tại một liệu trình của nó là hai hộp. Cái này là hàng độc quyền của Spa luôn, mấy chị có giấy bảo hành cho mình luôn nha. Giấy bảo hành da luôn em thả đây có phiếu bảo hành luôn nha mấy chị, em chưa có nhét vô. Chị có áo khoác không? Áo khoác em có áo khoác nhung có mấy còn mấy cái à, chế nào mua thích thì em bán rẻ cho mấy chế. Em có mấy cái à. Rồi mẫu này mấy chị. Mẫu này em sale 35.000 luôn. 40 đến 52 kg thôi. Ok chị Nguyễn Bình, cái này là em khuyên thiệt. Cái mụn nó không phải là tự nhiên mà em bán đâu mấy chế. Mà chị của em á, là chị của em may áo nha nè. Chị em xài kem toàn ở dưới quận Bình Tân mấy chị, nhà khá lắm luôn á. Xài hàng toàn là mấy triệu bộ không mà không hết á mấy chị. Xong rồi cái anh bạn của chị á, có nghĩa là bạn trai á, giới thiệu cho cái mua cho cái em này xài mà hết mụn luôn. Là chị xài đến hôm dịch tới bây giờ là trước dịch tới bây giờ là khoảng một năm mấy rồi đó. Chỉ xài 30-40 hộp rồi mấy chị, da đẹp lắm luôn, không có miếng mụn nữa. Cái xong rồi em xuống lấy đồ này chị, em mới đưa mẫu cho em, là em đưa địa chỉ cho em lấy em bán á. Chứ em đâu có bán hàng Việt Nam đâu, em bán hàng Thái không à. Cái gì vậy ta? Ai comment gì mà dài sọc dài nhằn vậy? Ok chị Nguyễn Bình 2 hộp. Rồi mẫu này mới chế, mẫu này. Ủa này hình như là chị Nam chưa lấy thì chị là thay để coi. Chị Nam Trương một cái vậy là cái này là em lấy chị Nam Trương này, chị Nam Trương lấy cái này nè, đẩy màu xanh này là không. Hồi chưa chị chụp hình gửi em á. Học lấy hả chị? Sao lấy ổn vậy? Cái đó mẫu đó em hết luôn rồi đó. Rồi chế nào lấy xanh 35 này chốt giùm em, 40 đến 52 kg nha mấy chế. À nên cái mẫu này 89 mà em sale luôn nè, nó nhỏ quá sale tặng mấy chị luôn á. Sale tặng mấy chị luôn nha.
40 đến 52 kg. Cái này bo này nó giãn nha mấy chứ. Rồi em sale 35 luôn mấy chị, em nói thiệt luôn á, mấy cái chị mà người ta bán sỉ tới đây áo lấy 100-200 áo còn chưa có giá này nữa, em bán lẻ, em bán 35 ngàn là rẻ lắm luôn mấy chị. Còn một cái thôi, sale tặng mấy chị 35 luôn. Sao bữa nay nói chuyện dài gì cũng mệt quá. Rồi, xanh cho chị Gia Kiên, khách cũ của em. Ok chị. Rồi tím này giùm em mấy chị. Tím này 40 đến 53-54 kg cho giùm em. Em sale 49k luôn. 89 em sale 49 luôn mấy chị, còn có màu tím nữa thôi à. Ở sau nó có bao thun giùm em nha. Đó. Chị nào lấy chốt giùm em tím 49. Tím 49 cái mẫu này đẹp lắm, em chị nhìn mẫu mặt nè, đừng nhìn em nha, mẫu đẹp hơn em nhiều. Tím 49. Rồi vàng giùm em mấy chơi. Cái này khách chốt mà có hai cái em không có gọi luôn. Không đủ 100 ngàn nên em không có gọi luôn. Rồi vàng giùm em mới chơi, vàng em sale 35 40 đến 52 kg giùm em. Vàng 35. Chế nào lấy vàng chốt vàng giùm em. Vàng 35. Chị Gia Kim hốt luôn đi chị, rẻ quá trời luôn nè. Vàng nhạt nha mấy chị, còn này là vàng đậm giùm em. Vàng đậm. Vàng đồng, vàng đồng đi. Vàng đồng giùm em nha, 35. Vàng cho chị Gia Kim. Bà đặt mà bà không chịu lựa thêm gì mà bà có cái mà bắt tôi giữ hoài vậy. Ok. Giữ lại cho nè, lộ thêm giùm em đi. Hết rồi nghe mấy chị. Cái này của bà Gia Bảo rồi. Cho em lại số điện thoại đi chị Gia Bảo. Bà lên mà bán vốn rồi kìa. Chưa ngủ nữa hả thịt mỡ. Rồi mẫu này mấy chị 40-58kg vừa giùm em. Em sale 45.000 luôn, chắc tầm gãy giùm em nha. Trắng giùm em 45. Giờ lai mẫu nào, mấy chế lai đồ bộ hay lai gì mấy chế. Mấy chế cho em ý kiến thôi, giờ mấy chế em lai đồ bộ hay mấy chế. Em hứa lai đồ bộ hoài mà em không lai, chắc mấy phải chửi em chết. Nè em thì em thích bán áo kiểu. Kiểu mấy chế chuộng hơn. Màu xanh sau lưng là 89 nha chị ơi nha, chị kế bảo. Màu xanh này phải không? Hay là màu xanh này. Áo em mặc có, nó có sọc này à chị. Chị đẹp. Tại cái hàng sọc này chỉ có hai sọc thôi. 79.000 em mới chế. Chị Gia Bảo lấy cái xanh này hay là xanh. Cái này là xanh khóa kéo giùm em đi. Xanh khóa kéo nè. Còn cái cuối cùng luôn, còn cái này là xanh giùm em xanh. À xanh có gì kéo. Rồi hết luôn mẫu này luôn. Mẫu này đẹp lắm luôn mấy chế, mẫu này em lấy đâu về đợt nào là em bán hết được đó luôn á. Mà cái vải nó cũng rất là đẹp luôn. Cho em lại số điện thoại đi chị Gia Bảo. Em xóa số bà rồi hay gì á. Áo tím đẹp lắm á chị.
Cái này em còn rớt màu tím, em theo cho mấy chị có 40,000 thôi, chứ áo này tới 80,000 của em đó. Em mới chết coi hình mẫu mặt nè. Chốt đi mấy chế ơi, còn màu tím thôi nghe mấy chế. Cứ chơi lên tím là em còn. Còn mấy màu, em không có màu nào khác này màu tím hết á. Ok chị Gia Bảo. Dạ. Tím cho chị Gia Kiên. Nè em còn màu tím không nghe mấy chế. Lấy tím đi hốt giùm em. Còn màu tím bán rẻ luôn chứ không ai bán cái kiểu 40,000 lỗ mấy chế. Áo màu bò sau lưng giá nhiêu? Áo màu bò là chị. Màu bơ hả? Áo màu bơ sau lưng là 89, chị chắc shop Quảng Châu giùm em mới chế coi cái chất nè. Nếu mấy chị mua cái chất này mà đúng mà mấy cái shop bán hàng Quảng Châu là nó bán phải từ 130, 140 mấy chị. Em bán chỉ có 89 thôi, bên em mai luôn em bán luôn nên nó rẻ. Cái bọc này em xem luôn. Ở đây lỡ dở hết một ngày nữa rồi, lai áo lẻ tiếp nữa đi. Áo cam là dập ly á vậy, áo đó 99,000. Em có màu hồng nữa. Em có màu hồng, màu cam, màu da. Cái này là hàng dập ly mà em mấy chị. Dập ly bên em nó không có giống như những cái shop khác. Ví dụ như mấy chị mặc là form nó vẫn giữ bình thường luôn. Còn những shop khác là mấy chị mặc là nó giảm ra vậy nè. Tại vì nó chỉ may cái form nhỏ, nó chỉ cắt cái dải nó tiết kiệm thôi. Còn bên em là cắt dải là rộng rãi thoải mái luôn, khi mà mấy chị mặc vô là cái dập nó vẫn còn giữ nguyên, áo rất là đẹp luôn. Chắc giả lụa mango mà em mà dập luôn mấy chị tốn dải cực kỳ luôn nè. Thôi 99,000 rẻ lắm mấy chị, hàng dập ly mà. Đó, em có màu da nè, màu cam với lại màu hồng. Màu hồng em còn cái, còn lại là em còn màu da với màu cam thôi. Rồi sọc này em sale cho mấy chị 49 luôn nha mấy chị, 40-53kg giùm em. Tay phối lưới nha mấy chế, sọc giùm em 49. Sọc rồi chắc như em đang mặc luôn mà, cái em đang mặc thì em bán 79. Còn cái này em sale luôn cho mấy chị 49 nha. Là cái mẫu này em còn ít, còn chắc 7-8 cái gì vậy. Em có sọc trắng với lại sọc trắng với sọc nhiễm nha mấy chị. Sọc trắng. Sơ mi màu xanh 45kg. Sơ mi màu xanh nào ta? Rồi sọc trắng với sọc nhiễm giùm em theo 49,000 một áo luôn. Rồi mấy chị nào lấy thì chốt em nha. Nè cái mẫu xanh đó, cái mẫu này em có. Ủa cái này khách quen khách lạ ta, không lẽ khách lạ mà lựa có con cái đi ra ta, xả cái vô quánh em chết luôn. Này của ai ta, Thu Thủy không nhớ rồi, thôi bán luôn đi.
Rồi mấy chị, cái mẫu giống cái mẫu xanh này mà chắc là chắc mango mấy chị. 40 đến 55 56 kg trên bé 6 thì 60 kg luôn mấy chị. 58 60 kg nha. 89k giùm em caro, caro xanh bơ giùm em mấy chị, đẹp rét nách luôn. Caro xanh bơ. Chị nào lấy còn cái đó mấy chị, của ai không biết em xả lại ra luôn. Lên đầu ngủ. Rồi mấy chế, mẫu này giùm em nha. Mẫu này là dãy lụa mango, em đang bán 7-89 đó. Mà cái mẫu này em còn mấy cái, em sale cho mấy chị 55 luôn. 55 nha mấy chế, ở sau có thông bo giùm em nha. 40 đến 55 kg luôn, trên mấy 6 thì 58 kg. Cam giùm em 55. Có mấy cái móc xích đẹp lắm nè, hầu mấy cái răng răng. Cam giùm em sale 55 luôn mấy chị. Rồi beo khói lưới giùm em 40 đến 55 kg nha mấy chị. Beo giùm em chắc dễ lụa mango khói lưới luôn. Đó, lưới này sang lắm. Rồi em sale 55 luôn, chị nào lấy chốt giùm em. Beo, beo khói lưới giùm em 55. Chị Nguyễn Châu. Chị Nguyễn Châu khách cũ hay khách mới đó chị? Khách cũ hay khách mới đó chị? Cũ, hình như em mới gửi đơn, chị mới nhận phải không chị? Ok. Rồi beo khối lưới thì em 55 nha mấy chế. Rồi vàng, vàng giùm em, vàng giải lụa mango luôn mấy chị, này khói lưới chờ neo đẹp lắm nè. Em xem 55 luôn, chị nào lấy chốt giùm em vàng 55, 40 đến 55 kg. Vàng beo. Mẫu này sang quá à. Sơ mi phía sau màu xanh nó rộng lắm chị, cái đó nó to, cái vàng đẹp quá, không chế nào chốt ha. Vàng cho chị Châu. Áo em đang mặc 54 kg, mặc đẹp tét nách luôn chị Hồng. Rồi cái này em sale 40k này mới giới có một cái à, nhưng mà nó hơi bị nhỏ, cỡ tầm 50-52 kg mấy chế, trở lại 40-52 kg giùm em nha. Em sale luôn 40, chế nào nhỏ con thì ngốt. Không ngắn chị. Tím cho chị Gia Kim. Mọc này em xeo hết luôn cho anh trống. Không chị, không có ngắn chị. Em cao 1m64 rồi mới chơi, chứ em không thể lùn thôi mới chơi. Tại giờ mới chơi nhìn trong lay mập gì chứ ngoài em đâu mập dữ. Nói em cao 1m64 á, mẹ mặt này nè, gần 1m65 á. Nặng, em nặng 58-59 kg thì em không biết nữa. Nay chắc hơi bị mập rồi, thấy bữa nay ăn quá trời. Rồi mẫu này mấy chế ơi, mẫu này là sơ mi giùm em nha. Sơ mi giùm em nè. 40 đến 58 kg giùm em. Chắc dễ lụa mango nha mấy chế.
tay mặt xịn luôn. Em còn mấy cái à, em sale cho mấy chị 45.000 luôn, chị nào lấy thì chốt giùm em. 89 sale 45 luôn. Sơ mi phối giùm em mấy chị, mấy cái này mình mặc đi làm nó mát lắm, tay cánh dơi không mấy chị. Sơ mi phối. Áo em đang mặc là 79. Áo em đang mặc là 79 nha mấy chị. Em có hai sọc. Em có sọc sọc nhuyễn với lại sọc to, chị nào lấy sọc to thì chốt sọc to giùm em. Lấy sọc nhuyễn chốt sọc nhuyễn giùm em. Vậy lấy cho em áo đang mặc hai cái hai màu ngang chị 45. Ok chị. Hồi nãy lấy màu gì rồi? Thấy màu trắng rồi, giờ lấy màu này nha. Ok chị Hoài Kim. Ơi sao tôi có màu da, sao chị không lấy màu da? Màu da cũng đẹp lắm. Áo đó chị Hồng đổi lên số giùm em đi. Mấy chế sắc mới mấy chị, mấy chế nhắn theo dõi Trang giùm em nha mấy chế. Sơ mi 45 cho chị Trang Trang kèm chị Trần Ngọc á, kèm số lên giúp em đi mấy chị. Rồi mẫu này nó nhỏ quá nên em sale nha mấy chị. Chắc gắn giùm em nha, em sale 35.000, chị nào lấy chốt giùm em. Gắn giùm em 35, 40 đến 50, 52 kg à. Sọc trắng 79 thì chị Hồng đổ lên số giùm em, lên số điện thoại giùm em. Cam giùm em mấy chị, cam gắn giùm em sale 35 nha mấy chị. À, sọc caro bao nhiêu ký vừa? Sọc caro hả chị? Ok chị Hồng. Đầu cái sọc caro này khách chốt rồi mà em không biết của Thu Thủy nào em xả đó chị. Giải mango đẹp lắm luôn á. 89.000 một áo thôi mấy chị, rẻ lắm luôn á. Cái này 40 đến 55 56 ký. Em thấy nó to lắm, cỡ 56 57 ký cũng vừa mấy chị, còn 60 ký là mấy chị kê cao trên mét 6 giùm em nha. Em có cái màu xanh với lại cái màu caro này nè. Sọc trắng cho chị Xoài Kim. Sọc trắng em đang mặc phải không chị? Sơ mi. Sơ mi nào? Sơ mi rồi. Sơ mi này phải không chị? Chị gì em phải em coi lại cái. Chị Hằng. Phải sơ mi này không hả chị Hằng? Ok, sọc trắng em mặc. Em đi kiếm rồi mấy chứ. Mẫu đó hết rồi. Như là em đục khách để lâu quá, em bán luôn. Bán luôn cho mấy chế. Ok, chị Xoài Kim. Rồi, em chụp số điện thoại lại nè. Chị Nguyễn Hằng lấy sơ mi 4. Ok chị Hằng. Xe 45 luôn. Mấy chế nhắn theo dõi Trang giùm em nha mấy chế. Áo em mặc trong người 47 ký mặc đẹp lắm á chị Lê Loan ơi. Mà em hết rồi. Rồi áo em đang mặc cho chị Phạm Diễm đem hết mẫu này luôn rồi mấy chế. Chập dính chưa ta? Em còn cái màu, chế nào lấy màu đi. Dạ, em chốt rồi. Chút rồi chị Hồng ơi. Cái này thun thun nó co giãn nhẹ xíu chứ.
Khoan. Cho chị Phạm Diễm. Em còn cái màu da nè mấy chứ, cái màu thì 89 giùm em. Dễ lụa mango. Rồi mấy chị lấy màu da, chốt màu da giùm em. Rồi, bán hàng sale tiếp coi. Có bị gì không ta? Rồi mẫu này em sale 45 luôn đi mấy chị. À, xem áo cổ BB phía sau chị, một tím, một sọc em đang mặc. Sọc em đang mặc hết rồi chị ơi. Em còn tím không mà chị Gia Phước ơi. Em hết tím luôn rồi chị, hết luôn rồi, nãy ba kia chốt rồi. Chốt cái màu, chốt mẫu khác giùm em đi. Rồi mẫu này mấy chế chắc cầm gãy giùm em nha. Em 89 em xem với chị 45.000 luôn. 40 đến 58 60 kg vừa giùm em nha. Mẫu này to. Cái này là nút gỗ thôi mấy chế. Rồi cam giùm em 45. Cam 45.000 luôn. Rồi chị nào lấy sơ mi thì chốt sơ mi giùm em. Sơ mi sale 45 luôn mấy chị, chắc lụa mango giùm em. Cam 45 cho chị Tho dùng đơn. Rồi sơ mi giùm em mấy chế. Mi đẹp lắm nha, mặc cho mấy bà chốt quấn mấy bà nè. Dương sao rồi ta? Đó. Quá đẹp đi. Mặc đeo đôi bông nữa là hợp gu luôn mấy chứ. Đó. Mặc quần đi ngố là nữa là nhức nách luôn. Em còn 3 cái nè, chị Ngọc. Chị Trần Ngọc kèm số điện thoại lên giùm em đi chị. Rồi mẫu này mới chế. Mẫu này nó nhỏ quá, sale luôn. 40-52kg giùm em, 49.000. Này nó dạng mới chế. Vàng chữ giùm em, 49. Cái tay đẹp lắm mới chế. Em áo sơ mi màu trắng em hết rồi chị. Mẫu đó em hết rồi. Rồi vàng chữ giùm em mới chế 49.000. Chét mấy mẫu này quá sale luôn. Rồi mấy chế mẫu này dễ tầm gãy mà đính ngọc luôn nè. Em sale 45 luôn, chị nào lấy chốt giùm em. Ngọc nó đính bằng máy luôn mấy chị. 40 đến 60 kg vừa giùm em, 45.000, chị nào có mua cho mẹ thì mua giùm mấy chị. Rẻ lắm luôn mấy cái này, là mấy chị mua ở shop lên trăm mấy cái không chắc tầm gãy, mắc tiền lắm. 89 mà em bán 45 luôn mấy chị, lỗ lắm luôn á. Bán nửa tiền luôn. Bán mà mấy chế thấy không rên quá trời rên luôn. Rồi mẫu đỏ này em sale 45 luôn mấy chế, 40 đến 58 kg, 60 kg vừa rồi em. Đỏ, đỏ đô. Áo sơ mi sọc em cho chị xem. Áo sơ mi sọc em hết rồi mấy chế ơi.
đỏ đô giùm em 45. Rồi đỏ thiêu giùm em 49. Đỏ thiêu 49, 40 đến 58 kg. Đỏ thiêu 49. Rồi ai comment cái gì mà như một nồi gì. Rồi mẫu này em sale 49 luôn, chị nào lấy chốt giùm em 40 đến 53 kg. Đỏ thiêu cho chị Nguyễn Châu. Mẫu này đẹp này, mới chơi cái màu này mấy bà chưa có đâu nghe, mấy bà mua liền giùm em. Ở sao có bao thun giùm em mới chết. 89 em sale luôn 49, có màu này thôi. Màu này với màu tím mới chết. Tím nè. 40 đến 53 kg giùm em nha. Rồi tím, cái tím ghi tím giùm em. Tím với xanh lạ. Tím xanh lạ nghe mấy chết. Có màu tím. Rồi 40 đến 53 kg. Xanh lạ với tím. Lấy áo đeo mặt cho chị Trân Châu. Ok chị yêu. Sơ mi màu da như ký vừa 40-55 hả chị? Đỏ. Đỏ này hả chị Su Bin? Phải đỏ này ok giùm em. Cái đỏ thiêu em hết rồi. Rồi xanh lạ với tím giùm em nha mấy chị. Đây nó nè. Còn rớt hai màu rồi thôi. Ok. Áo đang mặc chưa chị? Áo đang mặc. Áo mặc còn gái thôi mới chơi. Ok chị Su Bin nè. Chị mặc bao nhiêu áo đang mặc em sale có 45 ngàn ấy chứ. Sơ mi màu da cho chị Lê Thủy. Em thấy chị Lê Thủy này hình như là không hửa lựa mấy cái mà em điện thoại nó ai nói chuyện không, cái em nghĩ luôn em xả luôn đúng không chị? Em chốt rồi phải không chị? Bữa em thấy cái mẫu này cũng có chị Lê Thủy chốt á. Em gọi điện mà sao không có ai nói chuyện hết trơn, nghe ai nói đúng không à? Ba bốn cái gì á, em xả ra luôn. Ủa vậy hả chị? Tại hôm bữa em cũng có chị Lê Thị kia đó, ba con chốt cái mẫu đó luôn á, mà bốn cái mà em gọi điện ai nói chuyện không à, lỗi chị nghe. Là áo em đang mặc cho chị Văn là hết rồi mới chơi. Rồi áo em đang mặc cho chị Văn hết luôn rồi mấy chị, mẫu em đang mặc hết rồi.
mấy chớ nhắn theo dõi trang giùm em nha mấy chớ, nhiều khi cuối live mấy chị lựa không được áo thì qua live khác lựa giùm em, qua live sau lựa giùm em nha. Trên hai áo em mới ship nha mấy chớ. Rồi cái mẫu này em còn ha, em còn có một cái nha mấy chớ. Chớ nào lấy thì chớ giùm em có dây kéo ở dưới lên nè. Cái lai áo bự cho bá luôn. 40 đến 52 kg mấy chớ, 52 53 kg. Cái cọng dây nơ nằm sau lưng mấy chớ. Em xe 40k luôn đi mấy chớ, có một cái xe tặng luôn. 40k. Cởi áo đi. Bởi vậy hồi nãy em nói mà em mặc vô mấy bà mua là em quánh mấy bà. Cởi ra thiệt á, cởi ra chốt cho chị Văn nè. Mẫu này giải mát thiệt luôn. Mẫu này hôm Tết em bán có 90 ngàn lận, nay em sale còn có 45 ngàn. Đổ nợ luôn. Rồi con cắn ngứa vào chạy luôn. Rồi cái đỏ thiêu này em còn cái này, chế nào lộn giùm em luôn đi. Xe 49 luôn mấy chị, 89 xe 49 luôn. Ok chị Tho. Rồi đỏ thiêu giùm em 40 đến 57 58 chị. Trên bé 6 thì 60kg. Rồi mẫu này em có cái màu bò đẹp quá nè, giống cái màu em đang mặc nè mấy chế. Mấy chế biết cái áo nhỏ xíu siêu gì mà em mua nhiêu mấy chế. Em mua 145 ngàn á. Còn em bán cho mấy chế cái áo bự chà bá nhưng mà có 45 ngàn. Rồi cái này 40 đến 58 60kg vừa giùm em nha. Em xe 45 luôn, còn mấy cái là chế nó mấy chế lộn luôn giùm em đi. Em like hoài mắc cỡ quá luôn á. Mấy cái mẫu này về mặt đi làm mấy bà ơi. Rồi nâu giùm em 45. Rồi trắng giùm em nè. Trắng giùm em 45 luôn mấy chớ ơi. Giải tầm gãy đẹp lắm luôn á. Bán 90k mà giờ bán có 45 ngàn đó mấy bà ơi. Trắng 45. Trắng cho bà Tho à. Ủa bà Tho nào vậy? Ủa chị Tho khách mới. Ok, em tưởng nó chị Tho gần nhà. Đỏ thiêu chị Thâm Hồng kèm số lên giúp em đi chị. Áo xanh phía sau còn màu màu trắng không em? Hết rồi chị, còn có màu xanh nữa thôi à. Áo xanh, áo bơ treo là 55-56kg mới chứ. Áo này đẹp lắm luôn, chắc shop Quảng Châu luôn, 89 nghìn một áo giùm em mấy chế. Áo là bên em may, em chuyên áo kiểu không, em bán rẻ lắm mấy chị. Em bán 89 chứ mấy chị mua ngoài shop trăm mấy không á. Rồi cái này em xem 55 nè, để quần mango 40 đến 55kg rồi giùm em, trên mét 6 thì 58kg. Trắng em hết rồi mấy chế ơi. Rồi mấy chế lấy chốt giùm em. Cam giùm em 55.
Rồi chim giùm em mấy giới chim chắc tầm gãy luôn nha. Chim em sao 40k luôn, chị nào bái chốt giùm em 40 đến 55kg. Cam cho chị xoài kim. Cái cam này chắc đẹp cực kỳ luôn mấy giới, chắc mango em đang bán 89 đó. Rồi con chim giùm em mấy giới 40 đến 55, 56kg vườn. Em trên mấy 6 thì 58, 60kg luôn. Em sell luôn 40k mấy chị. Cái này là ảnh thi luôn nè. Nâu cho chị Trịnh Ngọc. Cam hả? Để em kiếm cho còn không chị Ngọc. Rồi cái mẫu này. Mẫu này em sale luôn cho mấy chế 45.000 luôn nha. 40 đến 52kg mà em hơi nhỏ. Tai đẹp lắm mấy chế nè, tai phồng lên. 40 đến 52kg em sale nè, 45. Chị nào lấy chốt em xanh lạ 45. Này nó giảm. Xanh lạ nhìn em 45. Chị Trịnh Ngọc cho khách cũ em mà phải không ta? Rồi thổ cẩm này mấy chế. Thổ cẩm em sell cho mấy chế 40k luôn đi. Chất lượng 100D đẹp lắm luôn. Tàu ô body hả? Tàu em mới chí kem bữa nay luôn mấy chế. Mấy chế xài kem trộn có thái đi mấy chế. Cái hũ này nửa ký mà hồi chiều bữa nay em mới buổi sáng em chiết ra rồi. Em chiết cho mấy chế 250g á. Là 180 mấy chế. Cái này là kem trộn cốt Thái. Là trộn toàn là kem cốt xịn của Thái thôi. Với lại vaseline Thái thôi nha mấy chị. Chứ không có trộn kem mặt. Nên khi mấy chị bôi lên á, nó năng tông da mình nhẹ. Mà mấy chị sáng tắm ra là nó ra kem luôn. Chứ không phải như những loại kem khác mà bôi lên cái nó dính kem trên. Mấy chị nó trắng, trắng ảo lắm. Không phải là trắng thật. Còn này sáng mình tắm ra là da mình nó trắng thật. Chứ nó không có trắng ảo như mấy chị. Mà nó em bạc xài không trắng em không lấy tiền với chị luôn. Không có gì trắng mà kem trộn cốt Thái lắm với chị. 180.000. 250g dung tích nó bằng một hộp kem body mà trên thị trường đang bán bây giờ luôn mấy chị. Trên thị trường thì người ta bán người ta đôn cái đáy lên á. Ta sản xuất cái hộp ta đôn cái đáy lên. Còn cái này là cái hộp nó sâu xuống luôn. Mấy chị xài lâu lắm mới hết luôn á. 180 nha. Nè chị em hào chiều nửa ký mà em thấy nửa ký nhiều khi mới chế ớn em chiếc ra. Chứ cái hộp to đó là nửa ký đô, còn này em chiếc ra. Muốn lấy hộp nào lấy hũ trắng hay lấy hũ nắp can rồi lấy. Tao trắng luôn mới chế ơi. Em gái của em nó đang thui luôn mà nó xài trắng non này nó trắng hơn em luôn á. Em không có bán thuốc lột chứ. Rồi cái này thổ cẩm em xe 40 mấy chế 40 đến 53 54kg em nha. Về mặt với mấy cái quần đen đẹp lắm. Thổ cẩm giùm em 40. Rồi em có body livy nữa, sang đang quảng cáo em chạy sang khác nữa. Em có kem body livy Thái nha mấy chế, một dòng đó là hàng xịn tem chuẩn Thái luôn, có nghĩa là con tem của đó là tiếng Thái Lan luôn nha mấy chị. Còn một dòng đó là hàng Việt Nam liên danh với Thái, có nghĩa là lấy công thức từ Thái mấy chị. Cái này là trên thị trường là bán nhiều lắm, còn cái dòng chuẩn đó là trên thị trường em bảo đảm mấy chị là không ai bán luôn. Chỉ có mình bên em bán thôi. Cái này mình bôi lên nó thơm lắm luôn mấy chế, nó thơm mùi sen nhẹ lắm.
mà khi mình bôi lên nó không có lộ băng kem, không bết rít như mấy chị. Cái này 240-250g luôn, hàng chuẩn Thái nha mấy chị, hàng nội địa luôn nè, kem Thái. Các kem nó cũng khác tí xíu, còn cái này thì 85.000 nha mấy chế, 85.000 có dập đầy đủ luôn cho mấy chị nè. Ly vi thường với ly vi xịn mấy chị ghi nha em. Ly vi thường này em bán cũng chạy lắm, mà hàng xịn thì khách em, chị nào mà hay xài thường là mấy chị xài xịn nhiều hơn. Thường thì bán cũng ok lắm mấy chị. Mấy chị muốn tránh trắng nhanh thì mình trộn thêm kích trắng vô. Cái này là kích trắng da nè, da chị nào đen, ngâm đen chai lì mấy chị trộn vô dùm em 10 viên vô trong hũ kem thì là nó trắng lắm luôn á. Cái này là 60, em tính 50 thôi. Còn cái này thì ly vi xịn tem Thái nó 140 nha mấy chị. Em có Vaseline Thái nữa, quá trời loại luôn ạ. Rồi màu xanh view em sale 40k, chị nào lấy xanh view chốt xanh view giùm em. Thảo cẩm cho chị Tiết, chị Tiết Thi. Ok. Rồi xanh riêu giùm em 40-52-53kg. Em sale luôn 40k xanh riêu nha mấy chị. Xanh riêu mặc thử luôn. Nay mặc với mặc áo này cũng chặt luôn. Đó, mấy chế em 58kg mấy chế. Nay em mặc rồi, em mặc áo này chặt rồi, mỗi lần em mặc vừa lắm. Mà cái này nó thấy em mặc thiệt luôn á, mặc. Kệ nó, mặc phơm về cho mấy chế mua. Đó mấy chế có 40k thôi mà giải hàng tơ xước luôn, hàng chuẩn xốp luôn mấy chứ. Tại mẫu nhỏ quá nên bán rẻ. Bán hũ kem trộn, kem còn trộn dưới đi chứ. Rồi mấy chế, cái hồng này em sale 40 luôn nè mấy chế, 40-52kg mấy em nha. Ở sao có bao thùng hồng 40. Nên đi em thấy đẹp mà mấy chế thiệt luôn. Mấy chế nhìn thấy em mặc lên cái vải nó đẹp lắm luôn. Tại em bán rẻ thôi á. Cáo gì bán 40.000. Rồi hồng giùm em 40 mấy chế. Xanh riêu cho chị Trân Châu. Rồi em có màu vàng đồng nữa nè. Ở đây là hàng đại hội sale luôn mà chứ không tranh thủ hốt. Vàng đồng giùm em 40k. Rồi hồng giùm em 40k. Mẫu em đang mặc nha. Hồng giùm em 40k. Vàng cho chị Trịnh Ngọc. Bán 40k, trời ơi thiệt chứ. Rồi
xanh biển giùm em 40k. Xanh biển 40. Xanh biển với hồng giùm em nha mấy chế. Rồi xanh lạ giùm em 40-52kg, xe 40 luôn. Ủa xanh ngọc xe 40 luôn em mấy chế. Rồi hồng giùm em, hồng giùm em 40-52-53kg, xe 40k luôn, chắc tầm ý. Hồng 40. Xanh ngọc cho chị Trân Châu, xanh ngọc cho chị Lê Thủy. Hết xanh ngọc rồi bà con ơi, còn hồng không à. Lấy hồng đem đi. Ngày nào cũng dễ vô cái tay chân thôi. Lấy hồng giùm em đi mấy chế, 40 luôn. Rồi chữ trắng đẹp quá vậy bà con. Chữ trắng giải mango giùm em đi mấy chế. Em sale 55 luôn, 90k sale 55 luôn mấy chị. 40-55kg vừa giùm em. Đẹp lắm luôn em mấy chế. Trên mấy 6 thì 58kg. Chữ trắng giùm em 55. Dễ độ mango luôn mấy chế ơi. Trả này cho chị Trân Châu. Hầm để chị Trịnh nha. Trời, cái mã vàng em đang mặc nè, chị nào có bụng lộn mấy chị. Ủa sổ trúng không trời. Rồi mấy chế vàng em mặc nha. Vậy mặt đẹp quá nè. 5-7kg không vừa cho anh. Chữ trắng cho ai trước chị? Cho chị Châu trước. Vàng em đang mặc đi mấy chế. Xin riêu cho chị Như, chị Trân Châu. Có chị, có em thích ngủ. Có. Rồi mấy chị lấy trắng phối lưới giùm em mấy chế. Trắng phối lưới dạng mango phối lưới luôn. 55kg. Ủa lộn, 55k. 55k giùm em. Lấy kèm số giùm em chị Sáu. 40-55kg giùm em. Trên mấy 6 thì 58kg mấy chế. Rồi trắng phối lưới giùm em 55. Ok em. Em còn hai cái trắng. Rồi mẫu em đang mặc em có beo vàng nè mấy chị. Lấy beo vàng lên, beo vàng giùm em 55.
vàng giùm em 55. Beo vàng em mới chơi đó, vàng mặt lên sang lắm. Để mà anh đồ luôn. Rồi con ngựa này mới chết. Lấy ngựa chốt ngựa giùm em đi, ngựa 55. Dễ mang gồ. Đeo vàng cho chị Trình Ngọc. Mẫu em đang mặc chị Bảo Gia Bảo chốt rồi. Mẫu em đang mặc chị Gia Bảo chốt rồi. Em mới làm về nè, vậy hả? Rồi làm trễ với chị Duyên. Rồi mới chơi mẫu này em còn có một cái nè. Sốt lại nè, mẫu này đẹp lắm mới chứ. Em xem luôn mấy chế 40 luôn nè. 40 52 kg thôi nha, chị nào nhỏ con hốt. Dạ, nhắn theo dõi em đi chị Kim Ngân ơi. Nhắn theo dõi em nha. Ngày mai em để không nhắn theo dõi thì mai không kiếm được em á. Ui cái mẫu này mới chết. Em xe 35 luôn, mẫu này mới chết, mình rút theo. Rút theo cái mình muốn rút tới đâu mình rút mới chết. 40-52kg. Hồng giùm em 35. Cái đỏ đẹp quá trời, không chết nào chốt ra. Cái đỏ này em bị sót lại thôi, cái mẫu đó em bán hết trơn, không còn cái luôn. Rồi mẫu thổ cẩm này mới chết, em xe luôn bơ 45 em mới chơi 40-52kg. Này thổ cẩm luôn rồi mới chết. Đỏ cho chị Trịnh Ngọc. Cái này nó bị sót lại, bữa qua em mới soạn sáng. Rồi thổ cẩm giùm em mới chơi 40-53kg. Xe 45 luôn thổ cẩm đi mới chơi. Rồi hết rồi đó. Rồi đổ tay lỡ, em còn có màu đỏ này mới chết. Nãy đầu like em có like á, em còn ba cái này, chứ nào có chốt thì chốt luôn mới chết. Hổ vàng hả? Ok chị. Hổ vàng này hả? Hổ vàng này chốt cho chị gì ta? Gia Bảo rồi. Dòng đơn cho chị Gia Bảo rồi. Kiểm tra hàng thoải mái với chị. Em khuyến khích mấy chị kiểm tra hàng giùm em, không kiểm tra hàng em giận nó chịu. Em ghi trên app mà cho mấy chị kiểm tra hàng không bao giờ em quên luôn á. Bán hàng mà không cho kiểm tra hàng thua luôn, ai dám mua. Hết rồi. Vàng lấy cho
kìa. Con gái để hoài luôn nè. Nè lấy không? Lấy của chị kia cho luôn nè, bán luôn. Anh chị năm chưa? Năm. Rồi chốt cho chị luôn rồi đó. Đỏ cho chị Tiết Thi nè. Bốn mươi chín. Thổ cẩm cho chị Tạ Phượng. Chị lấy thổ cẩm cổ vuông hay là cái này là cổ vuông nè. Cổ vuông, còn cái này là cổ tròn. Lấy cái nào ghi lại giùm em chị Phượng. Lấy ghi lại giùm em nha. Cái này cổ tròn, cái này cổ vuông. Em hay có hai loại á. Rồi đỏ tay lỡ giùm em còn hai cái chế mới chế lụm luôn giùm em đi. Em sale luôn 49.000 này mới chế. Cổ tròn ok. Bốn mươi năm. Nhắn theo dõi em mới chế. Em tại em sắp xuống live rồi đó mới chế được. Có cái thì mình qua đây ngày mai gửi thêm giùm em mới gửi nha. Không nhắn theo dõi em tắt là mới chế mất tiêu em luôn á. Rồi đỏ giùm em. Lấy ly vi xịn body ok chị Tho Kim. Thổ cẩm cổ vuông cho chị Nhung Lê. Đỏ cho chị Sáu. Khoan châu chờ chị một xíu. Đỏ cho ai vậy? Đỏ cho cô Út. Ơn cô Út cái này em mua cho ai ơi, chứ em không vừa nha. Mua cho ai thì được nha, chứ em thì không vừa. Không có quần chị bên em là chuyên may áo kiểu không à. Mấy chị muốn mặc áo kiểu là kiếm em là rẻ rề luôn. Giờ là cái gì mới trễ rồi mấy chị ơi. Đây là bộ ngủ ha. Ngủ cái xuống mới chết. Có là bộ chị. Châu ơi em còn ở trong live không Châu? Hello Châu ơi. Bộ ngủ giùm em mấy chị. Chắc là Latin loại 1 luôn nha. Mấy chị giặt mới giặt em bao mấy chị là không xuống luôn nha. Hàng này bên em, nhà em mai luôn 95.000 bộ mấy chế. Cái này mấy chị mua ngoài shop là 130-120 bộ á. Hàng Latin loại 1 luôn. Lấp lánh nha. Mặt đã lắm luôn mấy chế. Em chục bộ luôn á.
40 đến 55, 56 kg rồi. Mà em trên mét 6 thì 58, 59 kg thôi chứ. Rồi, cái này là cánh tiên thì em xanh nè. Cánh tiên xanh. Cánh tiên xanh nha. Còn cái này là size to. Cái này chị nào mà tầm trên 60kg thì lấy giùm em. Đỏ. Đỏ em không biết còn không. Rồi xanh này giùm em mấy giới. Xanh 60 ghi giùm em là mã xanh 60 đi mấy giới. Rồi mấy giới thấy sắc cái giải lên đã thấy ghê luôn á. Dạ em lay đồ bộ rồi. Xanh 60kg. Rồi hồng giùm em 60kg. Rồi mặt mát lắm mấy chú ơi. Rồi mẫu này mới chứ. Mẫu này 40 đến 57 kg em. Trên mét 6 thì 60 kg. Vàng. Chắc dầu nó kiếm dày quá. Em có vàng có đỏ. Chắc đẹp quá. Vàng đỏ giùm em nghe mấy chị. Em coi dây hay nói gì đâu. Dây chị lên dây cho cái gì. Mấy cái mẫu này. Vàng đỏ hồng nghe mấy chị. Em gửi rồi chị. Vàng đỏ hồng. Em nói em có 3 màu nha. Mẫu này dễ thương lắm luôn. Mặc thử màu hồng nha. Chắc xịn lắm mấy chứ ơi. Đồ ngủ bán chắc xịn. Lú quần trong nha. Quần trong dài quá. Đâu rồi vô đã. Chị Văn lấy bộ màu hồng nào chị? Màu hồng có ren tinh trắng thì phải không? Phải ok giùm em chị Văn. 95.000 em mới chơi rẻ lắm luôn. Có đồ đó mà dây không? Có dây luôn chị. Dây là em chục bộ luôn nữa. Mấy chế em mặc hết bộ này tới bộ nọ. Nó mát. Em có tàu anh nữa. Ok đúng rồi em. Dạ. Mấy chế mua thử hai bộ về, mấy chế mua thêm nữa.
chứ. Rồi cái này là dây giùm em nha mấy chế. Dây em có màu quả tiết luôn. 95.000 hàng Latin loại 1 em với chị, em không có bán loại giỏm đâu mấy chị, tại cái này là ở nhà em may luôn á. Dây tăng đơi, dây tăng đơi nóc giùm em luôn nè mấy chị. 40-55kg vừa giùm em, trên mấy 6-58kg. Cái này có dây tăng đơi luôn mấy chị, rút theo sở thích của mình nha. Rồi em có màu da nè. Dây này là em chụp bộ để mặc. Giặt mấy giặt là em bao không bao giờ mà nó kiểu nó bị tướng không mấy chị. Có nhiều loại Latin tướng. Rồi cánh tiên giùm em. Cánh tiên hồng. Cánh tiên hồng. Áo xanh phía sau 89 chị. Giải Quảng Châu, shop Quảng Châu luôn á. Rồi dây vàng em nè. Dây vàng đồng. Ủa chế coi cái giải này. Dây vàng đồng. Đẹp quá. Không lẽ lấy bộ vàng mặc nữa ta. $95.000 giùm em mấy chị. Cái Halatin loại 1 này mấy chị mua ngoài shop là 120 bộ á. Tại khách em mua. Mấy bạn nói. Cánh tiên hồng cho chị bé lùn. Dây vàng. Cho em xem bộ sọc vàng sau lưng. Không phải bộ chị, cái đó áo. Rồi cánh tiên thì em mới chịu lên. Ủa lộn, lên dây giùm em nha. Ủa cái bông đẹp nè mấy chứ. Đẹp quá. Ủa cái bông này dễ thương lắm mấy chứ. Bông giùm em đi, bông đen. Bông đen. Bông đen giùm em nha. Cái giải, cái giải quà tiết nó mắc hơn cái giải màu luôn á. Mà em vẫn bán vậy luôn. Màu vàng cho Châu. Mấy chị hàng Latin loại 1 luôn mấy chị, nhận chắc về kiểm tra giùm em. Chắc Latin loại 1 luôn chứ không phải mấy cái hàng kiểm giỏm luôn mấy chị. Rồi cái này là cánh tiên, cánh tiên da giùm em nha mấy chị. Cánh tiên da. Đây đồ ngủ cái này nó xếp nó lâu lắm. Cánh tiên da. Ôi ơi, ai mà fan màu đen đâu. Em có màu đen luôn nè. Màu đen này như như nhung luôn này mới chết. Dây tăng đơi nóc giùm em như mới chết. Rồi đen giùm em. Đen thui thừa lùi. Lâu quá, xếp lâu quá. Rồi em có vàng nữa, em còn một bộ vàng nữa, chị nào lấy vàng chút vàng giùm em. Rồi mấy chị lấy hoa xanh, lên hoa xanh.
hoa xanh giùm em nha. Hoa xanh đẹp. Dải hoa xanh là nó mắc tiền hơn cái màu luôn mấy chị, tại cái dải nó mịn dữ lắm luôn. Hoa đen cho chị béo lùn. Hoa xanh cho Châu. Em về em mặc cái này đi Châu, trời ơi tự đi động, tự em rờ vô tay vô. Cái dùng mặt mình rờ vô mông mình nên trời đã. Cái dải đẹp lắm. Nó không có dày như cái dải kia nhưng mà nó mịn, nắm là mịn luôn. Lấy cho chị một bộ hoa xanh. Dạ, để em kiếm. Còn cái nữa nè. Rồi hoa xanh cho chị Vân. Rồi mấy chế lấy hoa đỏ, chốt hoa đỏ giùm em. Hoa đỏ. Em nói thiệt mấy chơi chứ mình phụ nữ mặc đồ ngủ cũng là quan trọng lắm mấy chị, chứ không phải là mình muốn mặc gì mình mặc ngủ đâu mấy chị. Thiệt luôn á. Đi ngủ cũng phải đẹp, phải dễ thương mấy chị mới được. Chứ đừng tiết kiệm bộ đồ ngủ. Em nói thiệt tình luôn á. Cái dây này em chục bộ luôn á, em bán không biết lời nhiêu, lời có 10.000 bộ mà em để chục bộ em mặc luôn xong hết lời luôn. Vô ngủ, vô nằm ngủ mà ha, nhiều khi ta rờ tay mình rờ ôm cái bộ đồ mình rờ rờ lên cái bộ đồ mình cảm nhận được là đã tay lắm luôn á. Hoa đỏ cho Châu. Mấy chế thử mặc đi, xong mấy chế tự rờ mông mấy chế này nè. Mấy chế còn thích ở chứ người ta. Người ta là ông xã đó mấy chế, nói vậy đi. Nguyễn Châu, ok em. Giờ chắc không có ông nào coi đâu ha. Kệ mình nói luôn. Chứ ông coi cũng kệ ổng. Rồi cái mẫu này là dải mango nè mấy chế. Mango mịn màng luôn. Mẫu này em còn mấy bộ à. Cũng 95.000 luôn mấy chị. Mẫu này mẫu mới. Em like đồ ngủ này xong mấy bên mấy chắc mấy chế muốn ngủ luôn theo bộ đồ ngủ luôn. Lâu. Dây tăng đơ giùm em kéo lên nha mấy chế. Đó. Đó muốn kéo tới đầu kéo. Rồi ghi giùm em là hồng 95.000. Mình tự thoa thân mình cũng được sớm. Chị Bảy giờ chưa ngủ nữa rồi. Hoa đỏ hả chị Văn, để em kiếm. Để em kiếm có còn không Phan chị. Rồi mẫu này giùm em mới chơi. Mẫu này giùm em nha. Mẫu này hoa hồng giùm em. Rồi hết hoa đỏ rồi mấy chế ơi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Xong luôn. Rồi con báo thì em mới chế, em có bộ này luôn nè. Em phái mấy cái quà tiết này nè. Rồi con beo báo thì mới chế, ghi beo đi. Sang quá trời luôn con beo giùm em.
ai mà thích mạnh mẽ men lì thì lấy giùm em. Em lấy hoa hồng này nha chị. Ok em, mẫu mới, mẫu mới. Mẫu này mẫu mới. Mà dễ manh gò cũng mịn lắm. Rồi mấy chị lấy beo chút beo giùm em. Bộ beo này giải đẹp lắm. Mịn. Không phải là hàng mắt hay giải giải mắt tiền mà nó dày là không đúng đâu mấy chế. Giải mắt tiền càng mỏng nhưng mà nó không có lộ, không có lộ thịt mà nó mỏng đó, nó mịn là càng mắt tiền là đúng đó chứ. Tại em hay mặc hàng Quảng Châu á. Mấy cái chất latin này nó mỏng mà em nói shipper shop mấy shop hàng Quảng Châu gửi xong hai bộ đồ mà gói vô sạch lép vậy nè. Em nói trời ơi sao? Sao đồ gì đâu mà bộ gửi gì mà sao sạch lép, ai ngờ gửi ra với chị hai cái áo ở trong nhưng mà nó mỏng lép mà giặt ra mặt trời ơi thích lắm luôn á. Hàng Quảng Châu cái 200 mấy không có mấy chị. Có rồi bộ chị, mai ra rồi bộ dài. Mấy chế thì nó nói giải mỏng là hàng không đẹp, mỏng càng mỏng mà không lộ thịt là hàng càng đó càng mắc tiền nữa mấy chế. Mua mắc tiền lắm. Rồi cái này beo giùm em. Mấy chế lấy beo chút beo giùm em, beo mỏng mới. Beo giải mango mát rượi rượi luôn mấy chế ơi. Bộ lụa hôm qua chế mặt like còn không? Em còn một hai màu gì á, để em coi coi. Rồi beo giùm em nè. Rồi mấy chế lấy xanh chút xanh giùm em. Xanh đẹp tét mắt luôn. Đẹp mà tới tét mắt luôn, ghê chưa. Mắt ho rồi. Rồi mấy chế lấy xanh chút xanh giùm em nha. Không để lấy bộ này mặc tiếp. Có màu xanh đi rồi. Rồi cái này là beo đen giùm em. Băng ra đen đi. Beo đen giùm em nha mấy chế. Ai thích beo thì hốt beo. Rồi cái này là dây đen giùm em. Beo đen cho Châu. Đúng rồi Châu ơi, beo đen đẹp. Rồi mấy chế thích màu đen thì lấy màu đen giùm em nha. Dây đen chắc nè mấy chế. Nhìn chắc là biết mát rồi. Em xài kem trái cây á chị. Nè, em để nguyên dây mà. Em xài 2 năm mấy rồi. Màu thâm nám trắng da á chứ. Rồi lấy dây hồng, chốt dây hồng luôn mấy chế ơi. Hàng tí luôn rồi. Dây hồng. Trong đây không có bà nào mà thích đồ ngủ hết ngộ người ta. Sao không có giống mình vậy chứ vậy. Mấy
chứ không giống em gì chứ người ta. Em phái đồ ngủ. Rồi dây hồng đi chứ. Có châu với chị sở thích giống nhau. Rồi mấy chế ghi giùm em là trắng đen nè. Rồi có bán trả góp không chị? Bán luôn. Rồi trắng đen giùm em mấy chế. Sao anh kéo cao dữ ta. Thiệt chứ ghiền đồ ngủ gì đâu luôn á châu. Chị thiệt chứ chị mà kèm lòng không đậu luôn là chị mặc hết luôn rồi. Đó. Mấy cái gì mà mê đồ ngủ. Gu của em luôn. Ừ đúng rồi, gu của chị luôn á. Có nhỏ, nhỏ em cũng vậy, nó mê đồ ngủ lắm luôn á. Nó mua hỏi mà chị chưa bán á, nó mua mấy cái giải này ngoài shop mà nó mua 150, 160 bộ gì á, 130 nói gì á. Cái hôm bữa chị bán cái nó quất lần chục bộ luôn, mặc tới nay chắc mẹ hết mua nữa rồi. Chừng nào có mẫu mới mẹ mua nữa. Rồi, trắng đen giùm em nha. Trắng đen rồi chế nào lấy đỏ thì chốt đỏ giùm em nè. Đỏ luôn xả dây xuống bớt rồi cao quá rồi đỏ giùm em nha mấy chế. Hơi bị chá. Hết rồi mấy chế ơi. Có mấy màu thôi à. Rồi cái này hoa cam giùm em. Cháo quá vậy. Hoa cam. Rồi chế nào chốt thì hốt. Còn không chốt thì em cột vô tiếp. Mấy cái này chắc bữa nào chị bãi lên màu mới đem xuống dưới cho bà chen vô bớt á. Có mấy màu bán rớt chị bãi ơi. Hết rồi em đang may mẫu mới chứ không biết còn mẫu đang may á. Vì không biết nữa. Cánh tiên vàng giùm em đi mấy chế. Chạy thì cũng đã gì đâu. Rồi em xuống like mấy chế. Có. Để chị lấy cho. Cánh tiên đỏ.
đỏ đẹp quá em, đỏ lên hình trắng non à. Ok rồi, hốt luôn đỏ luôn. Em chờ chị cho xem bộ lụa bữa mặt lai nè. Bộ đó là bộ Latin đó chị. Latin 120 bộ, cũng cắt Latin như vậy luôn. Nhưng mà nó làm dạng như xếp á. Thanh min hả? Thanh min không có em. Thanh min không có à. Có hồng nè. Có màu hồng nè. Đây này chị, 120 mấy chị, hàng Latin luôn. Này này em mấy chị mua ngoài 100 mấy, bộ gần 200 luôn. Ở trước lưng bảng sau lưng thun thì em 40-60kg mấy chị. Em còn có ba màu, còn màu đỏ này nè, với lại cái màu vàng nó bị lỗi rồi, chắc để mặt luôn quá. Ồ không, bữa mua rồi hả? Em có màu đỏ, em còn có mấy bộ rồi chị ơi. Cái này là da phối giùm em. Da phối chữ giùm em nha. Ủa da phối hoa gì, hoa phối đi. Ghi màu da cũng được. Vừa chị. Vừa đẹp luôn á. Tờ bộ này đẹp lắm mấy chứ em không dám nhập nhiều. Ở này là chị của chị em Mai nè, nhưng mà bởi vì em lấy mấy chục mà em chưa dám lấy á, em bán thử. 120 bộ em bao chắc mấy chị luôn á, em nói thiệt bộ đồ này mấy chị coi cái cổ ép keo nè. Nè. Keo không luôn. Hàng Mai Kỷ đẹp lắm luôn chứ không phải mấy cái hàng mình xưởng lên đâu mấy chị. Bộ vàng kế bên hả? Đâu có đâu. Cái đó dây đó mà dây lụa em. Cái bộ vàng này nè em còn nè, nhưng mà nó hơi bị dơ xíu à, chế nào lấy vậy? Cái này không phải dơ mới chế, cái này thì ủi á, cái thằng ủi nó đè lên bị dơ nè. Đúng rồi, đè lên bị dơ mấy chị, dơ đừng chỉ rạn lên trên luôn á. Đó, bộ này em bán mấy chị 100.000 luôn, em bán lỗ luôn 10.000 á, chị nào lấy chốt giùm em. Nói chung là không có vấn đề gì hết trơn, nhưng mà nhiều khi mấy chị em ớn mấy chị khách kỹ á, cái mấy chị bắt lỗi á, cái mấy chị không nhận hàng, cái lỗ tiền ship em nên em phải nói trước là em bán rẻ mấy chị, nó ủi á, mấy chị về giặt liền em là hết liền à. Bộ này hôm bữa em like mặc nè, em tính để em mặc á. Ủa bộ đồ nặng chịu luôn. Vàng thì em tính mấy chị trăm luôn nha. Nào đấy thì đấy. Giặt ra chị. Cái đường có nghĩa là ngay cái đường chỉ á, nó ngay này là nó mai cái vàng để em giặt cái bộ đồ rồi em tả cho nè. Có nghĩa là cái đường này nè chị. Nè, cái đường chỉ ở trong nè. Ủi nó ủi mạnh quá cái nó bị dơ á.
cái nó bị dơ cắn, bị dơ miếng cái đường này nè, ngay cái này. À, cho chị một bộ hoa hồng, ok. Một bộ 220 cho chị Dân. Trời ơi, bộ đồ này đẹp lắm, nói chung mấy trái mua về bộ đi. Để tiếng sau em lấy cho, nhiều màu lắm. Hôm qua em bán hết rồi, còn có mấy bộ à. Đỏ cho chị 6 nè. Coi trời, coi lại bộ đỏ đi chị. Bộ đỏ đẹp lắm, bộ đỏ cắt chốt rồi mà có bộ em xả ra. Nè. Sét nha mấy chị, cái này nó dạng như sét á, chiều mình mặc đi uống cà phê cũng được nữa. Túi quần sâu lắm luôn mấy chị, bỏ vừa iPhone luôn. Chị Sáu chốt bộ đỏ rồi mấy chớ ơi. Sáu chốt trước rồi. Chị Nguyễn Thi ơi, còn màu vàng nữa không rồi, với em còn cái da này nè, da bi. Cái này là bi, bi phối da giùm em mấy chị, ghi giùm em bi da cũng đẹp nữa mấy chị. Bi da. Bi da giùm em nha. Còn mấy đội em thêm mấy ngày nữa đi chị ơi, chị thủy gì đó. Nhắn theo dõi em đi. Em còn hai bộ bi nha mấy chị. Với bộ vàng. Một bộ bi da cho chị Văn nè. Đẹp lắm luôn mấy chế, mua về mặc em mới thiệt luôn á. Rồi em còn một bộ vàng. Ờ à, ok, đợi em đi chị. Tại ở dưới đang mai dưới á. Bốn năm bộ mà chị chia bảo mai, mai 2 tháng luôn chưa xong. Tại mai cái cổ này nó lâu lắm. Rồi em xuống like mấy chế, mấy chế. Mấy chế bấm theo dõi giùm em nha. Em xuống like nha. Em mấy chế bấm theo dõi trang giùm em để em tắt like mấy chế ha. Mấy chế không có kiếm được em á. Chấm bi hả? Chấm bi là bộ này nè em, nó bự lắm không vừa đâu. Chấm bi là bộ lụa này nè. Bộ lụa này 85 mà em sale có 55 luôn mấy chế. Bộ này là hôm Tết em bán 85k đó chứ, nào mà theo dõi em từ hồi đầu tới em bán tới bây giờ mới chứ biết. Nè. Rồi em sale luôn 55k chứ, nào lấy chốt giùm em 40 đến 56 57 kg trên 1m6 thì 60 kg giùm em nha. Bạn nó quần to luôn. Tú quần là rất là sâu luôn em mới chết. Chắc đẹp lắm luôn. Lụa 100D. Không đẹp em không lấy tiền mấy chị luôn. Bộ này em á thì mấy chị đi mua ở ngoài mấy chị mà mấy người mà bán dạo là cũng phải 90.000 một bộ. Rồi em có bi xanh ngọc nè,
Cái bộ này thì hiện thời em đang cháy hàng. Bộ này là nguyên bộ nắm, nắm mạnh luôn. Còn cái kem này thì mới về là nó chết. Kem này em bán hai năm mấy rồi. Kem trái cây. Trái cây chị nám trắng da thì em nha. Nè mấy chế, hàng của em là hàng thùng này chứ không phải hàng mà kiểu hàng lóc á mấy chị. Hàng của em là hàng trong thùng luôn nha. Bao chuẩn 130.000. Em chưa có chắc em để thùng. Rồi em có bi sẵn em lên luôn chứ hết cái mẫu này nha mấy chế. Em có bi xanh đen, cái này là xanh dương. Rồi bi cam, bi vàng, bi đỏ. Bi đỏ là áo mẫu luôn á. Rồi bi đen. Rồi bi xanh ngọc dùm em nha mấy chế. Rồi cái nào lấy thì chốt dùm em. Có 55.000 là rất là rẻ luôn á. Rồi em xuống đây nha mấy chế. Cho một bộ video. Video là gì? bộ gì chị Dân? Bộ bi đen phải không chị? Bi đen phải không? Bộ nó đẹp lắm á chị, mua thử bộ bây giờ em mốt mua thêm chị. Phải bi đen ok nè em. Dạ bi đen năm mươi lăm. Rồi thôi em xuống like mấy chế, em mấy chế nhắn theo dõi giùm em nha. Em chúc mấy chế yêu ngủ ngon mơ đẹp nha. Bye bye. Cái like mới chơi nha, ngày mai xem like tiếp nha mới chơi. Bye mới chơi.